không có được happy lắm, không được vui lắm. Thì sao không được chết buồn? Sa trong nhìn sao sao? Sa trong? Sao vậy? Sa sa trong. À. Hôm nay em coi sẽ dắt mình đi ăn về đồ Paris. Wine 한잔 해야지. 좋아해요. 진짜로? 응, wine 좋아해요. 가자, 바로 음식 가지러 가자. 종류별로 다 드셔보실래요? 어. 알았어, 이 정도면 김치 중독이야. 우리 뭐 좀 더 똥어? 야야야. 너 해, 너 해, 너. 오, 합자는 와. 우리 뭐 좀 더 해? 야, 썩, 깨나나 썩. Cái này cũng là sốt. Ủa cái này cá hả? Dạ không, cái này là tôm. Tôm. Chung được không? Dạ chung được. Chung được hả? Dạ. Ồ nhiều quá. Nhiều món thế. Ủa. Làm sao ăn hết được? Anh nhìn nó no rồi. Ờ, có cái nào nhỏ hết đấy, to dữ vậy trời. Ủa. Ủa. Quá. Xích là cái gì? Xích là bò nướng. Ờ. Thơm nha. Thơm nha. Ồ, cảm ơn em rất nhiều. Cái này là hào hả? Là sò sữa, sò sữa một con. Nhiều quá, nhiều quá. Hấp dẫn chưa? Không, ngày bữa mình nướng quá trời. Dạ. Anh John trauma. Trauma gì vậy? Nhiều quá các bạn ơi, nhiều quá. Chưa. Chưa xong ăn. Lâu lắm rồi, anh mấy năm rồi, 4 năm rồi anh thưởng thức cả cái món này. Găm bắp anh được ăn một lần thôi, mua cho anh rồi. Dạ, kim bắp. Anh xin, đài sáng sớm nó không 드시니까 저기서는 아마 이제 못 드실 거야. 고고고고고고. Anh xin, 걔는 좋아하시나 봐. 걔. Ồ. Đó là chảo bí đỏ. Trời ơi, nhiều quá trời luôn. Nhiều quá. Canh kim chi. Món này ngon lắm. Một chút xem 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 một chút xem. Anh phải cắt. Đúng, phải cắt hẳn. Dạ. Đây là để cắt cho, để em cắt được, cho. Được, anh làm được, anh làm được. Anh làm được. Nó tỏa cho xịt khỏi. Xin mời. Dạ. Mời mọi người ăn nhé, thưởng thức món này nha. Thơm lắm. Mềm, bố mình cắt nó dai mà sao ăn nó mềm á. Khi mà ăn nó sẽ ăn bánh chanh rất là nhiều. Giống như Việt Nam mình là sẽ có một phần cơm, một phần canh. Những cái đồ ăn mà giống như Hàn Quốc thì rất là nhiều đồ ăn. Anh đi ăn buffet cùng gia đình ở trên Cao Thắng quận 3. Một người 500 ngàn. Nhưng mà không có nhiều đồ ăn như thế này.
họ mang đến cho mình. Ví dụ quy định là một bản là bao nhiêu người, là bao nhiêu khách đó, thì mình cứ bấm nó mang ra. Nhưng mà ở đây anh thấy để quá nhiều đồ ăn luôn, nhiều thì lúc trước anh đi ăn cà phê mềm quá. 수현이 여기 많이 와봤지? 한 번 와봤어? 아마 코로나 전에? 코로나 전에? 네. 껌 찐이 rất là mềm luôn. Anh ăn ở các quán mà người Việt nó rất là cứng, nhưng mà nhìn vậy nhưng mà ăn rất là mềm. Đây là cơm chiên. Cơm chiên kim chi. Kim chi, cơm chiên kim chi. Cơm chiên kim chi lần đầu tiên thịt được ăn. Mềm hơn này luôn. Mà cái vị nó ngon hơn. Cái cơm chiên này á là của kiểu Việt Nam. Đúng rồi. Này giống người Việt. Nhưng mà giống người Việt mà mình ăn ở đây nó vẫn mềm hơn là người Việt chiên. Anh thích ăn kim chi không? Anh thích ăn kim chi. Mấy cái món kim chi này mình ăn rất là thích luôn. Đây là dưa chuột cũng làm kim chi. Ừ. 이 정도면 아저씨 김치 건강한 게 찍으셔야 되는 거 아니야? 저희 CJ 그 비비고나 CJ 쪽에서 김치 하나 주셔야 되는데. Cái đặc biệt của người Hàn là họ nướng thịt bò rất là hay luôn. Cực hay, anh ăn hai lần bò nướng rồi. Rất là mềm. Thịt bò họ làm bằng cách nào đó nhưng mà mềm, thơm lắm, không có dai. Ăn vị rất là ngon luôn. 무조건 음식 드실 때 김치를 한 입씩 꼭 드시네요. Món này giờ nghiền luôn. Món này ăn với cơm rất là ngon luôn. Kim chi 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 ăn với cơm rất là ngon. Kim chi bột cơm với kim chi 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 물을 소금에 소금인데 이거? 응. 너무 맛. 너무 맛. 뭐예요? 맛. 아, 그냥 앞으로 이렇게 이거 해. 비 사태. 맛. lúc đầu anh tưởng giống dồi heo, không phải. Cái con ngào ở đây nướng rất là ngon mà. Em làm thử chút con ngào coi. Không biết mọi người đến đây cảm nhận như thế nào. Như mình là người Việt, mình lần đầu tiên mình đến quán này đi ăn. Và mình ăn mấy cái quán kia nữa người ta cũng miếng thịt bò nhưng mà ở đây là ngon nhất. Nhưng mà anh chị, cái đó trong kim chi rằng cả chứ tôi mới. Sinh chế, thịt bò cùng với kim chi. Sinh chế, thịt bò cùng với kim chi. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Bỏ đi. Nói người ta lấy thì người ta sẽ lấy. Không được đâu. Ăn ăn nha. Không có thích người ta nói. Anh biết ăn bingsu su không? Bingsu su. Em tuyết. Vô mà món gì? Pad bingsu, pad bingsu, pad bingsu, pad bingsu. Ăn như vậy luôn. Dạ, ok. Anh có biết anh tên cho anh đây? Bingsu. Kem bingsu. Bingsu. Pad bingsu. Pad bingsu. Pad bingsu. Pad bingsu. Pad bingsu. Không phải là pad mà pad bingsu. Pad pad. Bằng đồ đỏ. Đúng rồi. Ngon hả? Ngon. Sau này á, sau này bên mình phải chuẩn bị làm bên xô giống như vậy. Bên mình làm món này đi. Đúng rồi, thì chuẩn bị bên mình sẽ chuẩn bị làm món này. Nhưng mà mình sẽ bán to hơn. To hơn. Cái này hơi nhỏ.
trái cây không ngon. Trái cây dễ. Nhưng mà kem ở đây ngon. Giống như mấy cái món này lúc đầu em nói coi như ít thôi, ăn hết nữa.